Bây giờ chúng ta tiếp tục tìm hiểu về hàm trả về ngày và thời gian hiện tại. Chúng ta cùng tìm hiểu qua hàm nào. Thì hàm này không có truyền cái thông tin nào vào hoặc là đưa tham chiếu đến ô nào hết. Nên là chúng ta không có cần truyền tham chiếu vào trong này hoặc là đưa thông tin vào trong này. Chỉ cần gõ cái từ khóa như bên trên thì hàm sẽ trả cho bạn về một cái dãy zero của ngày và thời gian hiện tại ở đây mình các bạn thấy là hiện ra cái ngày hiện tại này và thời gian hiện tại bây giờ là 10 giờ 39 hàm tiếp theo thì hàm này sẽ giúp trả về số zero của ngày hiện tại đó là hàm today tương tự thì hàm này các bạn cũng không có truyền cái thông tin nào vào hết cũng không có tham chiếu đến đâu nào mà chúng ta chỉ gõ cái từ khóa là today với lại kèm theo dấu hai dấu ngoặc đơn mở và đóng hay là mình sẽ lấy cái thông tin ngày hiện tại của máy và đưa ra hiển thị Vì về việc ứng dụng cái hàm này thì có nhiều ứng dụng tùy vào yêu cầu và cái mục đích các bạn muốn làm ví dụ như ở đây mình sẽ dùng cái hàm này để xác định số tuổi hiện tại của người nào đó chẳng hạn thì mình sẽ lấy cái cái năm hiện tại trừ cho cái năm sinh và lấy số năm hiện tại thì các bạn dùng hàm year đưa vào Zero number chính là cái dãy thông tin ngày trên này thì hàm sẽ trả cho các bạn trả cho bạn năm và lấy cái năm hiện tại đó chúng ta trừ cho năm sinh ví dụ như bạn năm 2000 Ờ, thông tin định dạng của ô này đang là dạng hiển thị ngay nên là các bạn đổi lại format lại Xin được số tuổi